Hi, chào các bé, chị tên là Mặt Trời Nhỏ. Hôm nhân ngày lễ Giáng sinh đến, chị sẽ kể cho các bé nghe một câu chuyện. Cô bé bán chim, có cái tên tiếng Anh là The Little Mouse, gứa. Bây giờ chị mời các bé cùng nghe chị kể chuyện cô bé bán chim nha. Các bé ơi, trong câu chuyện cô bé bán chim á, gồm có ba nhân vật chính. Nhân vật thứ nhất là cô bé bán chim, The Little Mouse, gứa. Cô bé sống trong nghèo khổ với cha và mẹ kế. Cô bé rất thương mẹ và bà ngoại, nhưng cả hai người đều đã qua đời. Nhân vật thứ hai là người mẹ, The Mother. Mẹ của cô bé bán chim là người dịu dàng và rất yêu thương cô bé. Mẹ cô bé xuất thân trong một gia đình nghèo khó và qua đời khi con gái còn rất nhỏ. Nhân vật thứ ba là bà ngoại, The Grandmother. Bà ngoại của cô bé bán chim là người nhân hậu. Bà rất thương cháu gái và thường may quần áo mới cho cô bé. Bây giờ chị Mặt Trời Nhỏ sẽ đi vào sâu trong câu chuyện ha, bắt đầu kể một câu chuyện cho các bé nghe nè. Bây giờ chị bắt đầu kể câu chuyện nhé các bé. Vào một đêm Giáng sinh, tuyết vẫn cứ rơi và ngoài trời thì lạnh cóng. Mọi người đều hối hả về nhà để kịp đón Giáng sinh bên gia đình. Trên đường phố, một cô bé đang đi bán chim, nhưng không ai mua giúp cô bé một que chim nào. Cô bé không dám về nhà. Cô bé biết rằng chắc chắn cô sẽ bị mẹ kế đánh đòn vì không mang được đồ nào về nhà. Khi đang băng qua đường, cô bé suýt bị một chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh đâm phải. Những que diêm vương vãi khắp mặt đường và hầu hết đều bị ướt. Đôi giày của cô bé rách toạc ra và không thể đi được nữa. Cô bé cố nhặt lại những que diêm còn khô rồi lang thang trên phố với đôi chân trần. Cô bé rất đói. Các ngón tay và ngón chân của cô tím bầm vì lạnh. Đường phố vắng tanh, nhưng nhà nhà đều hạnh phúc với những bài hát Giáng sinh rộn ràng. Khi nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà bên đường, cô bé thấy một cây thông Noel thật đẹp. Trong nhà, mọi người đang quây quần hạnh phúc bên bữa tối Giáng sinh đầm ấm. Cô bé chợt nghĩ, mình cũng đã từng có lúc vui như vậy khi mẹ mình còn sống mà. Hẻm nhỏ, cô bé bán diêm ngồi co ro ở một góc để tránh rét. Cô bé bật một que diêm để sưởi ấm những ngón tay lạnh cóng của mình. Nhìn vào que diêm đang cháy, cô bé tưởng tượng thấy cảnh mình đang ngồi bên lò sưởi với ánh lửa bập bùng. Nhưng khi que diêm tắt, hình ảnh lò sưởi cũng tan biến theo. Các bé thấy cô bé bán diêm không? Cô bé bán diêm ngồi co ro ở một góc, rồi bật cái que diêm lên, cái lửa đang cháy đó. Và khi que diêm cháy thì cô bé tưởng tượng có một cái lò sưởi, nhưng nó tắt thì nó lại tan biến mất. Đây, khi bật que diêm lên, cô bé thấy cái lò sưởi nè, tưởng tượng ra cái lò sưởi, nó sưởi ấm cơ thể của cô bé, cho cô bé ấm áp. Cô bé bật thử một que diêm nữa và nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một bàn đầy thức ăn, nào là gà tây nhồi, rồi súp nóng, bánh sô cô la và cả trái cây nữa. Cô bé vừa với tay đến những món ăn thì que diêm lại vụt tắt. Cô bé tiếp tục bật que diêm thứ ba,
lần này trước mắt. Cô bé hiện ra một cái thân Noel thật lộng lẫy, với rất nhiều đồ trang trí xinh xắn và đèn màu nhấp nháy. Và rồi hình ảnh cây thông Noel cũng phai mờ dần. Khi ngước nhìn lên trời, cô bé thấy một ngôi sao băng. Cô bé nhớ lại có lần bà ngoại bảo rằng khi một ngôi sao rơi xuống thì sẽ có một linh hồn lên thiên đàng. Cô bé rất nhớ bà ngoại và ước ao được gặp lại bà lần nữa. Khi bật quay phim tiếp theo, cô bé nhìn thấy bà ngoại đang mỉm cười với mình. Quay phim đó bà ngoại có còn đó không? Quay phim còn lửa thì bà ngoại hiện ra trước mắt cô bé. Nhưng mà nếu quay phim tắt đó, thì bà ngoại sẽ tan biến theo luôn. Sao? Quay phim đó thì đó là trong trí tưởng tượng của cô bé. Trong câu chuyện này, quay phim cho cô bé. Mỗi khi thắp sáng một quay diêm thì cho cô bé tưởng tượng ra những điều cô bé ước đến. Nè, đây. Chưa, cô bé nhớ bà ngoại. Bà ngoại là người tốt, yêu thương mình thì còn phải yêu thương bà ngoại của mình nhé. Bà thương mình lắm, bà mới mua đồ chơi cho mình, bà mua sữa cho mình uống nè. Nhưng mà sao bà ngoại của con bé bán gì không mua sữa cho con bà bé bán gì uống? Bà ngoại của con bé bán gì mất rồi, qua đời rồi. Cái này là cô bé thắp cái quay diêm á, khi cô bé thắp sáng quay diêm thì quay diêm đó giúp cho bé thực hiện một điều ước là được nhìn thấy bà ngoại của mình. Mà sao cô chép bán diêm thì phải? Cô bé bán diêm là con gái mà. Và ngoại đi váy. Và ngoại cũng là con gái. Sao mẹ đi váy? Sao mẹ của bé bán diêm đi mặc váy? Váy. Mẹ của con bán diêm mặc váy. Sao? Mẹ ơi, sao bà ngoại đang bay lên trời? Thì cô bé ước là sẽ được bà ngoại bay lên trời. Mẹ ơi, sao bà ngoại bay lên trời quay diêm tắt, bà ngoại cũng còn ở đó. Thì cô bé bán diêm hoặc tiếp quay diêm tiếp theo nữa để giữ bà ngoại ở lại, không để cho nó vụt tắt liền. Mà ví dụ cái quay diêm kia sắp tắt thì cô bé châm tiếp một quay diêm khác, và cô bé muốn ước mơ là được bay lên cùng với bà ngoại lên thiên đàng. Khi mà bà ngoại bay lên trời quay diêm tắt, bà ngoại biến mất không? Thì khi quay diêm tắt thì cô bé cùng với bà ngoại bay lên bầu trời rồi, bay lên thiên đàng rồi. Mẹ đọc tiếp nè mẹ. Tại vì chú làm mà. Giờ mẹ đọc tiếp nè. Mẹ ơi, Chúa Giêsu tốt không? Chúa Giêsu tốt chứ. Chúa Giêsu là ban thức ăn cho tất cả mọi người dân nè. Rồi Chúa Giêsu bảo vệ tất cả các con chim nè. Bảo vệ mình. Cô bé ôm chầm lấy bà ngoại và nói: Bà ơi, cháu nhớ bà lắm, bà cho cháu theo với. Cô bé đã thắp hết số quay diêm còn lại để giữ cho bà không tan biến đi. Bà ôm chặt cô bé vào lòng và hai bà cháu cùng bay đến thiên đàng. Ở đó cô bé còn được đoàn tụ với mẹ, và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Sáng hôm sau, người qua đường nhìn thấy một cô bé bán diêm đáng thương nằm chết cóng. Trên tay vẫn đang cầm những que diêm đã cháy. Không ai biết được những điều kỳ diệu mà cô bé đã nhìn thấy, và không ai hiểu được niềm hạnh phúc của cô bé khi được đoàn tụ với mẹ và bà ngoại. Ở thiên đàng, cô bé sẽ không còn cảm thấy lạnh lẽo, đói khát và khổ đau nữa. Cô bé lên thiên đàng với mẹ rồi mà sao cô bé chết? Cô bé, linh hồn của cô bé bay lên thiên đàng, còn thể xác của cô bé là còn thì nằm ở trần gian. Nhưng mà sao cô giáo ở đời với mẹ rồi, sao một cô giáo về? Sao cô bé
và cô bé bán diêm ở với mẹ ở đây nhà rồi, mà sao cô bé bán diêm về rồi mà cô sao cô bé bán diêm chết? Tại vì cô bé đói, cô bé lạnh và cô bé chết, nhưng mà linh hồn của cô bé được bay lên thiên đàng cùng. Nhưng mà sao cô bé bán diêm lên nhớ mẹ rồi mà sao cô bé bán diêm về? Linh hồn của cô bé còn sống, linh hồn của cô bé được bay lên thiên đàng á, lên thiên đàng với mẹ với bà ngoại. Nhưng mà cái thể xác của cô bé nè là cô bé còn ở trần gian, và thể xác đó không còn thở được nữa, và cô bé nhắm mắt mãi mãi vì cô bé đói bụng nè, cô bé lạnh nè, bởi vì cô bé đi bán diêm á trong cái đêm tuyết rơi nè, lạnh nè, rồi bị xe ngựa tông rách giày, rách toạc giày, không có đôi giày để đi, lạnh đôi chân, lạnh đôi tay, rồi đói bụng nữa, thế là cô bé mất. Bởi vì sao mà chú cho cô bé bay rồi không? Thì chúa thực hiện điều ước cho cô bé được bay, quê diêm thực hiện điều ước. Nhưng mà bà có ông bé không hả? Bà có ông cô bé không? Bà ấm bà ôm mẹ ơi bé. Mẹ ơi, ơi sao tuyết rơi vào đầu cô bé? Thì đó, cô bé nằm chết cống ở trên giữa đường, giữa trời tuyết lạnh. Và khi tuyết rơi, tuyết mưa tuyết rơi thì đậu lên đầu của cô bé, lên mình của cô bé, lên áo bé. Các bé ơi, chị Mặt Trời Nhỏ đã kể xong câu chuyện cô bé bán diêm rồi. Chị Mặt Trời Nhỏ cảm ơn các bé đã dành thời gian nghe chị kể chuyện nha. Hẹn gặp lại các bé vào những chia sẻ tiếp theo của chị Mặt Trời Nhỏ.